Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức Hăng. Thì cái nội dung video ngày hôm nay á, mình sẽ nói về cái việc là tạo một cái tài khoản chứng khoán TCBS. Thì cái công ty chứng khoán này á, nó thuộc cái ngân hàng Techcombank nha. Thì các bạn biết á, trước đây mình có giới thiệu một cái video là hướng dẫn các bạn tạo cái tài khoản. Thì sau khi mà các bạn tạo xong á, thì các bạn sẽ nhận được 100 triệu giá trị giao dịch. Tuy nhiên hiện nay á, ngay cái thời điểm mà mình làm video này nè, tức là ngày 20 tháng 2 năm 2022 đó, thì TCBS họ ra cái chương trình mới là khi mà các bạn làm theo cái hướng dẫn này của mình nè, thì các bạn không phải nhận 100 triệu nữa, mà các bạn sẽ nhận được 200 triệu giá trị giao dịch miễn phí ha. Còn mình giới thiệu thì mình sẽ nhận được ISO thôi. ISO thì ở đây nó ghi có thể lên đến 20 triệu. Tuy nhiên ở đây nó chỉ hưởng được một phần rất là nhỏ thôi trong cái phí giao dịch lần đầu của các bạn á. Ví dụ như các bạn mua một cái chứng chỉ quỹ hay là gì đó thì mình sẽ hưởng được 0.1% thôi. Thế thì nếu mà bạn mua 10.000, 200.000 thì mình hưởng được một xíu thôi ha. Tuy nhiên mình sẽ được kha khá hơn nếu như có nhiều bạn đăng ký theo cái hướng dẫn của mình. Thì các bạn lưu ý nè. Ngoài ra thì mình cũng nói thêm, hiện nay thì ở Việt Nam có rất nhiều công ty chứng khoán. Tuy nhiên thì các bạn có thể nhìn lướt qua cái hình này. Đây là một cái bảng thống kê giao dịch. Thì các bạn thấy TCBS có phí giao dịch thấp nhất trong các cái công ty ha. Các bạn thấy phí giao dịch nó chỉ có 0.1% thôi. Ngay cả các bạn có nhập cái ID của môi giới hay gì đó thì nó cũng không có tính thêm. Tuy nhiên những công ty khác thì các bạn thấy tính rất là cao. Ví dụ như SSI nè. Nếu mà các bạn tự giao dịch á, thì cái phí của nó là 0.15%. Còn nếu mà các bạn có nhập ID của môi giới á, thì nó tính các bạn phí giao dịch tới 0.25%. Ngoài ra hoàn toàn tương tự giống với SSI đó, thì cái VN Direct nó cũng vậy. 0.15 và từ 0.2 cho tới 0.35 ha. Tùy theo cái giá trị giao dịch của bạn, nó lớn hay là bé. Những công ty khác thì các bạn thấy nó cũng rất là cao. Thì TCBS là cái công ty chứng khoán mà nó lấy phí giao dịch thấp nhất. Và nếu mà các bạn làm theo cái hướng dẫn từng bước này của mình á, thì các bạn sẽ được nhận thêm 200 triệu phí giao dịch miễn phí nha. Tức là khi mà các bạn giao dịch thì nó sẽ quy đổi thành một cái ISO. Thì khi mà các bạn giao dịch á, thì khoảng giữa tháng họ sẽ tổng hợp những cái phí đó trở thành ISO để giúp các bạn có thể chuyển đổi thành tiền để các bạn có thể mua cổ phiếu. Thì cái việc mà đổi ISO thành tiền như thế nào á, mình đã có một cái video hướng dẫn trên kênh kiến thức rồi. Lát nữa mình sẽ để cái link video á, trong cái mô tả để các bạn có thể tham khảo. Còn những bạn nào mà chưa có tài khoản TCBS thì các bạn sẽ xem cái link này nha. Mình cũng sẽ để trong cái mô tả cái video để các bạn có thể làm theo từng bước ở chỗ này. Ở đây thì các bạn đăng nhập vào ha, các bạn bấm vào link này. Rồi các bạn làm theo từng bước ở bên dưới thì các bạn sẽ tạo được cái tài khoản chứng khoán rất là dễ dàng. Mà chúng ta không cần phải đến cái công ty chứng khoán để chúng ta làm. Các bạn hoàn toàn có thể làm online. Rất là hay. Thì trong quá trình mà các bạn tạo cái tài khoản chứng khoán TCBS, nếu có gì trở ngại đó thì các bạn cứ để lại những cái bình luận bên dưới video. Mình sẽ hỗ trợ cho các bạn ha. Thì cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái video này của mình. Nếu mà các bạn thấy video hay, hữu ích thì các bạn hãy nhấn nút like cũng như là chia sẻ video cho nhiều người biết hơn để cái video lan tỏa nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.